Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc đang chúc mừng sinh nhật bé Vani, mỗi tội nhầm ngày chị ơi. Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng cũng không kém phần hài hước. Từ gia đình, đồng nghiệp cho đến người hâm mộ đều phải công nhận sự lầy lội của cô. Mới đây, Lan Ngọc lại tiếp tục tấu hài trên trang cá nhân khi chúc mừng sinh nhật cháu gái nhưng lại nhớ nhầm ngày. Trên Facebook, Lan Ngọc đăng tải một bức hình đáng yêu của bé Vani, con của chị gái cô, và viết: "Nay cục cưng của dì sinh nhật mà dì bệnh không về được, thương em lắm. Chúc cho em ngày càng xinh xắn, học thật giỏi, luôn ngoan ngoãn, lanh lợi và trở thành idol top, idol TikTok. Happy birthday Vani." Trong khi cám con, cộng đồng fan của Lan Ngọc đang định gửi lời chúc mừng đến bé Vani thì một netizen phát hiện ra 19 tháng 3 mới sinh nhật nha dì. Như vậy, dì Lan Ngọc đã chúc sinh nhật sớm tận 3 ngày vì hôm nay mới ngày 16 tháng 3. Dù bị quê chữ E kéo dài, nữ diễn viên thản nhiên bình luận: "Ơ thì dì quê quá, 19 tháng 3 mới là sinh nhật Vani cả nhà ơi, dì ok thật." Quả đúng là Lan Ngọc biết là mình bị quê nhưng vẫn vui vẻ nói dì ok.